Xin được kính mời toàn nhân tiếp theo vào giờ này là lễ viếng của công đoàn của công ty bảo hiểm Bưu điện là đồng nghiệp với anh Toán. Đồng vào dân hương là lễ viếng của cháu Minh Nam, phó giám đốc ban bảo hiểm con người tổng công ty bảo hiểm Bưu điện. Đồng trở vào trước mắt tiền dân toàn nhân thương kính những linh hồn về. Vì nghỉ sinh nước